Xin chào bạn, tôi Tú Phan, đang hướng dẫn bạn trên trang web là phan.tu.com. Thì video này chúng ta sẽ làm cái trò game này bạn. Nào, ok ha. Nào, thì nó có nhiều thứ để nói trò này lắm, nói chắc mất thời gian dữ à. Thì thứ nhất coi cái bạn tập trung vô cái cách chơi, cái cách điều khiển mà cái người nhân vật chính nè. Rồi, khi ta chạm bên tay phải thì cái quả cầu này nó qua tay phải, ta buông ra thì nó đi vô cái đường chính giữa. Đó, chúng ta sẽ cố gắng ăn những cái viên kim cương ở giữa. Rồi khi ta lướt qua trái thì nó sẽ chuyển qua trái. Đó, ta buông ra, ta buông chạm ra thì nó sẽ đi lại cái đường ở giữa. Nói chung là nó chỉ có ba ở vị trí thôi bạn. Một là ở vị trí giữa, hai là chạm đây thì nó ra vị trí bên tay phải. Rồi còn nếu buông ra là cái quan tay thì qua tay trái. Đó, rồi. Ok ha. Làm từ từ thôi chứ ban đầu đừng có tập trung nhiều quá thì bạn rối. Thứ nhất là cái cách điều khiển nhân vật chính trước đi. Rồi, tôi sẽ thu nhỏ lại tí từ ở đây. Tập trung thứ nhất là điều khiển nhân vật chính các bạn. Rồi, thì nhân vật chính chúng ta bạn sẽ thấy là ban đầu nó sẽ đi thẳng về phía trước, thấy chưa? Mới bao giờ nó sẽ đi thẳng về phía trước. Rồi, thì bạn sẽ sử dụng cho tôi cái nốt mu này nè, di chuyển về phía trước theo cái trục vì bạn xét chữ 10 nè. Rồi, và cái tôi đang chọn nhân vật chính các bạn ha, cái trái bi màu vàng nè. Thì di chuyển về phía trước là xét chữ 10, kèm theo đó là đây ta có chỉnh gì bạn, cái tốc độ sẽ tăng dần theo thời gian. Mỗi cái tăng theo cái điểm á, xin lỗi tăng theo số điểm, nghĩa là mỗi cái điểm ta ăn á, ta sẽ tăng gấp tốc độ lên 5%, thấy không, thấy số này số 5 không? Rồi đó là di chuyển về phía trước là cái ta sử dụng cái đất mu. Rồi trường hợp ta muốn điều khiển qua trái phải sao bạn, là khi ta lít qua phải thì nó sẽ di chuyển qua phải, lít qua trái thì di chuyển qua trái. Đó thì đó là ta làm sao, thì cái đó là ta sẽ làm gì nè bạn, ta sẽ ra ngoài cái giao diện ở đây nè, đây cái giao diện trò chơi game UI nè, game over. Rồi ta sẽ thêm phần nửa này, ta đã làm nhiều rồi bạn, ta sẽ thêm cái phần nửa nè, thấy chưa, thêm cái phần nửa bên đây, phần nửa bên kia, phần nửa ta thêm cái nốt control button thôi chứ không gì bạn, nốt control button là nốt này nè, đây nè. Rồi ta kéo cho nó bự ra, ta chia làm hai bên, một bên trái bên phải, để khi chúng ta làm á, ví dụ như ta lít vô bên trái này nó sẽ là chữ left button, lít vô bên phải là chữ right button, đó, nút trái nút phải. Ok ha. Rồi thì khi qua đây cái điều khiển là ta sẽ thêm cái nốt là control, cái nốt gì ta, UI button nè bạn, lo vô đây nè, lại cái này nè. Rồi thì khi chúng ta nhấn vô cái nút bên tay trái bạn, đây nè, ta sẽ chọn cái nút là nút bên tay trái thì cái nhân vật chúng ta sẽ đi sang trái, thì đi sang trái là dùng cái lệnh gì bạn, dùng cái lệnh move thôi chứ không gì. Đây move sang trái thì ta sẽ coi cái trục gì, sang trái là cái trục trừ màu đỏ là trừ ít ha, sang trái là trừ ít. Rồi thì ta sẽ cho cái lệnh mu nè, mu sang trái là trừ ít là trừ 5 vậy đó bạn. Ok ha, trừ 5 rồi trừ 5. Những cái còn lại là bạn lưu ý làm cho bằng không hết ha, y bằng không, z bằng không hết. Rồi có cái vấn đề là khi nó làm khi ta nhấp trục trái ha, nhấp bên trái đây, còn khi ta buông ra sao bạn, mà nhìn kỹ nè, bên trái này hay bên phải nè, khi ta buông ra tự động nó sẽ quay về cái vị trí ở giữa, thấy chưa? Đó. Thì chúng ta sẽ dùng bên phải thì bạn làm tương tự đây, bạn cũng sẽ dùng cái lệnh move là bên tay phải là khi ta nhấn thì nó di chuyển qua z, ôi xin lỗi, x là 5 là bên tay phải, bên tay trái là x trừ 5. Rồi nhưng mà khi chúng ta buông ra bạn, buông ra thì nó sẽ quay về cái vị trí ở giữa. Vị trí ở giữa là vị trí gì bạn? Vị trí giữa là cái vị trí là x bằng 0 á, nè, thấy chưa? Vị trí giữa x bằng 0, bên tay phải là x bằng 5, đó, qua tay trái là x là bằng trừ 5, nè, thấy chưa? Đó. Rồi muốn về giữa cái vị trí là x bằng 0 á thì ta sẽ làm gì bạn, ta sẽ thêm cái nốt này, thêm cái nốt là position animation nè bạn, thêm cái nốt này đây, cái nốt này ta sẽ cho x bằng 0, nó chỉ đơn giản như thôi, thấy chưa? Đó, nghĩa là khi chúng ta vừa buông cái nút rồi ta kết nối với cái nốt release bạn, release có nghĩa là khi chúng ta buông chạm cái màn hình đó thì nó sẽ thực hiện cái hành động là sao bạn, quay về cái vị trí là x bằng 0. Rồi ok ha, là ta đã xong được cái việc điều khiển. Và còn cái điều khiển này nó còn cái lưu ý nữa bạn, là khi bạn chạm qua phải trái thì bạn sẽ thấy hai bên nó bị giới hạn bởi cái đường dài nè, giới hạn theo cái con đường nè, theo lít phải, thấy chưa? Mặc dù tôi đang dẫn lít bên tay phải đó, nhưng mà bạn nhìn thấy cái gì, bạn nhìn thấy cái trái banh nè, nó không có bị rớt khỏi cái đường biên này. Tại sao vậy? Tại vì chúng ta đã đặt cái giới hạn cái vị trí này, bạn sử dụng cái nốt này nè, nó giới hạn theo trục x. Rồi đây là bạn sẽ thấy giới hạn là x bằng trừ 3,5, cái tọa độ nó là trừ 3,5 hoặc là x bằng 3,5. Này trục y nó để cho có thêm gì thôi. Đó, tại vì
trục y cũng không ảnh hưởng gì đâu. Rồi quan trọng là cái giới hạn vị trí theo trục x nè, nghe qua trái phải á. Ok ha, thì bạn không thêm cái lệnh đó thì ta lít cái quả cầu ta sẽ rớt xuống đất đây. Không tin ta bỏ cái này cho bạn xem này, ta bỏ kết nối nè, ta refresh bạn thấy nè, ta lít thì nó chạy rớt ra ngoài luôn nè, nhìn cái quả banh màu vàng ha, thấy chưa, nó rớt ra ngoài luôn nó. Nhưng mà khi ta buông ra thì nó vẫn đi vô cái vị trí bằng số 0 lại, vị trí x bằng 0 mà nhờ cái nốt này. Rồi nên ta sẽ kết nối lại bạn ha, kết nối lại cái vị trí này đây. Rồi ta sẽ giới hạn cái trục x qua trái phải. Xong, đầu tiên ta điều khiển được cái nhân vật chính chúng ta là như vậy là ok rồi. Rồi ta nhắc lại ha, khi lít vào bên tay trái thì nó di chuyển qua trái, buông ra thì vô giữa. Lít qua phải, khi buông ra thì cũng vô giữa. Đó. Thì mặc định thì cái đối tượng ta nó sẽ có mu di chuyển về phía trước. Như vậy thôi. Rồi còn gì nữa ta? Đầu tiên là biết được cái việc di chuyển của nhân vật chính rồi. Giờ tới nếu va chạm những cái này thì quá quen thuộc rồi. Nếu va chạm với kẻ thù thì bạn đặt cái nhóm là cái nhóm kẻ thù nè, thì chúng ta sẽ bị, nếu va chạm kẻ thù thì chúng ta sẽ bị vỡ ra từng mảnh. Rồi thì va chạm với kẻ thù vỡ thành từng mảnh rồi bị tiêu diệt. Rồi cái này là sẽ trong đợi khoảng thời gian là nửa giây thì nó sẽ game over. Rồi những cái này thì quá dễ rồi, tự chúng ta làm được. Cái này nó có thêm cái hiệu ứng là lóe sáng gì nè, lóe sáng khi mà nó cái mảnh vỡ vụn các bạn, khi nó nấu tiêu rồi. Rồi với lại là khi mà nó vỡ vụn rồi bạn, trong những cái mảnh vỡ vụn nó sẽ có nhiều màu sắc, với lại nó sẽ là thu nhỏ lại bạn. Là tao đụng thử nè, thấy chưa, nó sẽ văng ra những cái mỡ vụn là những cái hình bi tròn thôi, và nó sẽ có nhiều màu sắc các bạn. Thì đó ta sẽ sử dụng cái nốt tròn tròn nè, đây quả cầu nè, chúng ta sẽ cho nó là cái gì, cho nó là cái màu sắc random nè, set color, random color nè, màu ngẫu nhiên ha. Ok ha, màu ngẫu nhiên. Rồi sau đó nó sẽ sao bạn, cái này là thu nhỏ nè, màu ngẫu nhiên nè. Rồi sau đó nó sẽ thu nhỏ với thu nhỏ về cái bằng không nè bạn, thu nhỏ lại về cái tọa độ bằng không. Bạn thấy lưu ý kỹ này ha, nhưng bạn nào mới không biết cái này, người ta bỏ nó cho check đây rồi, nghĩa là sẽ thu nhỏ về bằng không hết luôn, nghĩa là cái thu nhỏ về cái tham số là không thấy gì luôn các bạn, vô hình luôn á. Rồi sau khoảng thời gian đó thì nó sẽ delay, nó sẽ remove là nó sẽ xóa đi nó trong khoảng nửa giây. Rồi xong đó bạn, còn gì ở đây, tập trung cái nhân vật chính trước ha. Rồi còn ăn điểm đi, ăn điểm thì dễ rồi, ví dụ như những cái viên kim cương nè bạn, những viên kim cương này mặc định thì nó sẽ rotate là nó sẽ xoay. Những viên kim cương màu xanh dương bạn thấy trên màn hình đó, mặc định thì nó sẽ xoay, mặc định nó sẽ xoay nè, thấy chưa, dễ ha. Rồi nó sẽ xoay, và nếu va chạm với cái nhân vật chính, nhân vật chính là người chơi nè, thì nó sẽ cộng thêm điểm. Nếu va chạm nhân vật chính á, rồi nếu chúng ta chạm với nhân vật chính thì chúng ta sẽ được nếu chạm nhân vật chính các bạn, thì chúng ta sẽ layer nhân vật chính, chúng ta sẽ thêm điểm số là 1. Rồi sau đó là chúng ta sẽ bị tiêu diệt vậy thôi. Và khi tiêu diệt nó sẽ có những cái hiệu ứng nè bạn, hiệu ứng là đốm sáng với ấm vàng nè, thấy chưa. Mà nhìn kỹ khi chúng ta ăn những cái đồng tiền á, thì nó sẽ xé lấy sáng ngay với đốm sáng đốm vàng đó, mà thấy giờ nhìn kỹ thấy chưa. Ok ha, do đây là một cái trò game nó hoàn thiện luôn, nên cái mức độ hoàn thiện nó rất là cao bạn, mức độ chi tiết nó rất là cao, hiệu ứng rồi đó. Rồi đó là xong cái việc gì rồi, xong cái việc nhân vật chính di chuyển rồi tôi bị tiêu diệt nó, rồi ăn được những cái điểm số là những viên kim cương cương. Rồi bạn nhìn kỹ những cái kẻ thù là những thanh trụ mà từ dưới đất nó thụt lên á, thì ta sẽ là do đây cho bạn xem. Đâu rồi, kẻ thù đâu rồi, enemy cup nè. Rồi bạn thấy những hình trụ mà màu đen màu xám các bạn, từ dưới đất thụt lên không, thấy không, này thấy chưa. Thì cái đó là do đâu bạn, chúng ta sẽ sử dụng một cái hình trụ bình thường thôi, thì chúng ta sẽ cho nó thay đổi màu bạn, nó sẽ thay đổi từ màu đen nè, màu đen qua màu xám gì thôi đó, với lại hình dạng nó là hình trụ. Rồi còn cái nữa là nó thụt lên thụt xuống này, ta sử dụng nốt quay bạn, nốt quay. Cái nốt quay mặc định nó thì nó sẽ cho cái đối tượng chúng ta là đưa lên đưa xuống mà,
Thực ra chúng ta chỉ cần một cái này cũng được, là không cần random đâu. Nhưng mà làm vậy thì nó không có ngẫu nhiên, cái nào nó cũng di chuyển cùng một cái tốc độ. Thì đây là chỉnh tốc độ nè bạn, còn đây là cái gì ta, cái khoảng cách thụt lên nó là 2 đó. Rồi còn cái trường hợp này á, là hai cái nốt này bạn nhìn thấy nó có gì khác biệt không? Nó khác biệt nhau ở cái speed, cái tốc độ nè, 2. Cái này tốc độ là mấy? 1. Nó duy nhất cái khác đó thôi. Cái vị trí thì nó vẫn là giống nhau bạn ha, cái biên độ dao động thì vẫn giống nhau là 2, dưới đây cũng là 2 đó. Nhưng mà có điều là cái trên đây á, là tốc độ nó di chuyển chậm, tại tới 2 giây lận. Không có tốc độ 2 như là chắc nhanh hơn nè. Cái hai này chắc tốc độ di chuyển nhanh hơn, còn này tốc độ di chuyển chậm hơn thôi. Đó, rồi hai cái nó vô cái random. Random này là chỉ số trên, chỉ số dưới nè bạn. Nghĩa là con cái di chuyển nhanh, cái di chuyển chậm á. Đại khái giống như cái đường biên nó cái số nhỏ, cái min đó bạn, còn cái mắc á. Cái dưới đây là min, cái đi là mắc. Rồi. Chỉ đơn giản vậy thôi, còn gì nữa ta? Nhân vật chính rồi điều khiển rồi ăn đồng tiền rồi va chạm kẻ thù. Kẻ thù thì nó thụt lên thụt xuống. Rồi còn cái hay nữa là cái nền. Bạn sẽ thấy cái nền nó sẽ đổi màu ha. Cái nền đổi màu, cái nền là chính là cái BK Cup này này. Rồi cái nền đổi màu bạn, thì đổi màu là sao bạn? Đổi màu thì chúng ta sử dụng ba cái color này thôi, bình thường chúng ta đã học rồi, sử dụng ba cái color này nói tiếp nhau nè. Ví dụ như này là màu hồng thì tự động nó sẽ chuyển qua bên màu xanh dương trong thời gian 2 giây, rồi sau đó chuyển qua màu đỏ, sau đó kết thúc cái màu đỏ này bạn, kết thúc cái màu đỏ này thì nó sẽ lặp lại cái chu trình mới là gì, là bắt đầu lại cái này nó. Rồi nhưng mà cái trường hợp mà chúng ta cho muốn cho cái vị trí màu ban đầu của nó bạn có sự ngẫu nhiên, chứ không muốn lúc nào nó cũng bị trùng nhau, thì chúng ta cái người làm cái trò chơi này thêm cái nốt random ở đầu nữa. Đây random đầu đây. Rồi cái nốt random này làm gì bạn? Nốt random này nó làm á là cái chỉ số trên chỉ số dưới này bạn, cái này nó hay lắm. Có nghĩa là nó dụ như nó cho, tôi lấy ví dụ ha, dụ như chỉ số dưới tôi cho cái con số này là con số 1 đi, rồi chỉ số trên là tôi cho con số này là con số 5 đi, tôi lấy ví dụ ha. Thì random có nghĩa là nó lấy ngẫu nhiên bạn, từ số 1 đến số 5 nó lấy số nào cũng được ngẫu nhiên. Ví dụ như nó thể lấy cái giá trị là 1, 4 hoặc là 3 hoặc là 5, cái trị nào cũng được, nhưng miễn trong cái khoảng là từ 1 tới 5 thôi. Đó là cái công dụng của cái random mà có cái chữ under, over là như thế này, chỉ số trên, chỉ số dưới. Ok ha. Rồi. Thì trong trường hợp này thì nó sẽ lấy cái hệ màu bạn, nó lấy cái màu của từ cái màu tím nè cho đến cái màu xanh dương này. Nó sẽ lấy bởi cái khoảng màu nào đó bất kỳ trong hai cái đó. Rồi sau đó nó sẽ lặp lại cái chu trình này, lặp lại cái chu trình là cái này là số 1, cái này là số 2, cái này là số 3, hết số 3 tới quay lại số 1 đó. Nghĩa là cái vị trí bắt đầu màu của nó là không giống nhau. Vị trí bắt đầu màu bạn. Không tin thì bạn sẽ xem cái trò chơi chúng ta nè. Bạn nhìn kỹ vị trí bắt đầu màu nè. Như là cái một cái thanh ngang đó là vị trí của một ô đó nè, thấy chưa, một cái ô đó nè, bạn thấy không, một cái ô là một cái ô tính từ đây xuống đây nè đó. Thì đây là lan là màu xanh dương, còn đây là cái màu đỏ, còn đây là màu gì đó, nói chung là nó nằm trong cái khoảng màu đó, nó ngẫu nhiên bạn, vị trí bắt đầu nó ngẫu nhiên, không có nào giống cái nào hết. Ok ha. Rồi còn quên nó trò chơi còn gì nữa ta. Rồi còn cái trò chơi mà ban đầu bạn thấy có cái phần hướng dẫn này bạn. Cái này là tôi đã hướng dẫn, làm một cái video hướng dẫn các bạn rồi ha. Chúng ta chỉ cần lôi cái bức ảnh vào thôi, rồi để cho nó chuyển động, phóng to thu nhỏ, thì ta sẽ có hai cách. Một đó là bạn cái hình bàn tay nè, tôi sẽ làm cho xem, bạn thấy không, nó vô bạn thấy hai cái bàn tay không, tôi sẽ tắt nè, thấy chưa. Thì hai cái bàn tay đó bạn có thể làm cho nó phóng to thu nhỏ bằng cách là bạn thêm cái lệnh là phóng to thu nhỏ đây đó, scale. Đây là một cách ha, cách là bạn nói hai cái nốt này với nhau thì cái bàn tay nó sẽ phóng to thu nhỏ, một cách. Cách thứ hai bạn hãy sử dụng cái theme layer này tôi đã hướng dẫn bạn rồi, bạn đặt khóa cây này cho nó phóng to thu nhỏ. Nó bạn chọn đối tượng này nào, sau đó bạn dùng cái chức năng là scale nè, scale theo trục nào đó, ta chọn hết 30 luôn tùy bạn. Nó nhưng thì chúng ta cho nó phóng to thu nhỏ, đặt khóa cây, thấy chưa. Thì cơ bản là chúng ta sẽ làm cho cái bàn tay phóng to thu nhỏ bằng hai cách, một là dùng cái theme layer, hai là dùng cái cách là đặt cái nốt này, đặt hai cái nốt này nó liên tục với nhau. Đây ví dụ như nó sẽ phóng to lên là 0.5, thu nhỏ 0.5, sau đó nó kết thúc đoạn này nó phóng to lên là 0.75, nó cứ vậy đó bạn, thấy chưa, nó 0.5 rồi tới 0.75, nó cứ gì lặp lại hoài chu trình vậy đó. Rồi vậy là ok các bạn ha, trò chơi còn gì nữa. Còn những cái hình trụ hai bên đó bạn thì chúng ta sử dụng cái nốt random thôi, random nào hay những hình trụ nè bạn. Nó là cái seed cup nè, nó là cái seed cup là cái nào đây,
là chúng ta sẽ sử dụng nó random bạn. Random thay đổi cái lệnh quay thôi bạn. Quay là thụt lên thụt xuống á. Nó sẽ có hai phần ha, một phần là cái màu sắc, một phần là cái thụt lên thụt xuống nè. Phần thứ nhất bạn quan tâm đến việc mà thụt lên thụt xuống trước đi. Nè, thụt lên thụt xuống. Hai bên không mà. Đó. Thì nó thụt lên thụt xuống một cách ngẫu nhiên là sao bạn? Dựa trên cái quay thôi bạn. Tại sao vậy? Tại vì cái quay này bạn nhìn kỹ nè. Cái random là bạn nó năm random. Thì cái quay này á, thì cái vị trí nó, cái này là nhiêu, cái này là 1 nè, cái này là 2. Cái này là hai nhiên cái 2 đó, như là cái tốc độ đã thay đổi rồi. Còn cái này 3 2 là tốc độ nó nhanh hơn nè. 4 nè, thấy chưa? 5 nè. Đó. Cái khoảng cách á, thì nó vẫn vậy nhưng mà cái tốc độ nó thay đổi. Tốc độ thay đổi nhanh chậm nó làm cho cái cây này nó thụt lên nhanh chậm, nhìn hai bên nè bạn. Đó. Nhìn kỹ ha. Thấy chưa? Cái vị trí vẫn vậy nhưng mà cái tốc độ nó thì con cái thụt nhanh thụt chậm do cái chúng ta thay đổi cái này. Cái số này càng lớn thì thụt càng nhanh. Rồi. Cái màu sắc nó cũng tương tự, vậy nó làm random nè, thì bạn sử dụng những cái color này. Đó. Cái color giống như nãy tôi mới hướng dẫn các bạn rồi. Kết thúc này là đầu của cái kia nè, kết thúc của này là đầu của cái kia. Đó. Rồi sau đó cái cuối cùng là sao bạn? Cái cuối cùng nè, nó sẽ lặp lại việc chương trình ở đầu tiên. Vậy thôi. Game này rất hay các bạn ha. Game này làm cho game này rất hay. Rồi. Tôi cho bạn xem lần nữa, nhìn cái hai cái bên nãy giờ nó tụt lên tụt xuống, có cái nhanh cái chậm. Kèm theo đó là màu sắc nó thay đổi liên tục. Thấy chưa? Rồi tới kết thúc video này bạn ha. Tôi Tú Phan đang dẫn các bạn trên trang web quên đó. Tự nhiên tôi sực thấy cái phần điểm số thì chắc bạn tự làm được rồi. Điểm số thì bạn ra cái giao diện vào đây nè. Bạn thêm cái score nè bạn, thêm cái score nè. Đây thêm cái điểm số ở giữa nè, điểm số giữa nè, nó đây điểm số giữa đây. Cái này là điểm này điểm hiện tại, còn đây là điểm tốt nhất của nó. Rồi. Đây là điểm hiện tại là bạn thấy số 1 không? Đó. Khi tăng được 1 điểm là 2 điểm đó, 3 điểm rồi đó. Còn đây là cái điểm tốt nhất là 3 điểm nè. 4 5. Ok ha, tôi kết thúc video này được ha. Rồi. Bạn hãy thêm những cái phần âm thanh nữa mà này tôi đang hướng dẫn các bạn nên tôi tắt âm lo rồi, không để âm thanh. Rồi. Lưu ý kỹ ha, những cái cây này nó thụt lên thụt xuống là có cái sự ngẫu nhiên ha, cái cây thụt nhanh cây thụt chậm. Những cái kẻ thù bạn, kẻ thù là những cái enemy cup nè. Do chúng ta sử dụng random này, thụt lên thụt chậm. Các trò chơi nào mà bạn thấy được sử dụng random á thì nó hay lắm bạn, lúc nào cũng vậy. Làm cho cái người chơi á là ngẫu nhiên, mỗi lần chơi là mỗi lần cái cảnh khác nhau. Tính năng random này rất là mạnh. Random này là dạng random nó như nó có 3 loại bạn. Một cái random á là chỉ số trên chỉ số dưới, hay là random theo 5 cái, ba là random màu, hay random màu thì không nói rồi nó. Ok ha, chúng ta thường hay sử dụng hai cái này nhiều lắm, chỉ số trên chỉ số dưới, còn cái này là random theo 5 trường hợp. Rồi, kết thúc video này tại đây các bạn. Tôi Tú Phan đã dẫn các bạn trên trang web là phan.tu.com. Hẹn lại các bạn.